Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hình ảnh mà cô chú anh chị và các bạn đang xem đó là ở Nghĩa Trang, ở huyện Tĩnh Gia, nơi thầy Thích Minh Tuệ chuẩn bị nghỉ đêm nay nhé cô chú anh chị và các bạn. Đây là những hình ảnh của flycam trên cao để cho cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là cái khung cảnh nó khác biệt một chút. Mình thì chia sẻ những cái hình ảnh này để và cảm ơn ban quản lý Nghĩa Trang cũng như là các cô bác anh chị ở đây. Đây là điểm dừng nghỉ buổi chiều của thầy Thích Minh Tuệ nhé cả nhà, tại Nghĩa Trang huyện Tĩnh Gia. Những cái điều mà chúng ta đang thấy nó là rất là đẹp, cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn và thấy những cái khung cảnh, những cái sự nồng nhiệt của bà con. Đây là cái sự chào đón rất là quý báu, không thể nói gì hơn cả. Và ngay bây giờ thì cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đó, những cái hình ảnh này là những hình ảnh mà rất khó để có thể có lần sau. Biết đâu sau này chúng ta còn có dịp đón thầy Tuệ ra đây lần nữa hay không, tùy, bởi vì là nó còn tùy theo duyên trên đường nha cô chú anh chị và các bạn. Đấy là cái mà chúng ta đang quan tâm. Đấy, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là bà con ở đây đón thầy rất là chú đáo. Bây giờ thì mình để những cái hình ảnh cho cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn, có thể thấy. Nè, cô chú anh chị và các bạn rất là đẹp, rất là tuyệt. Và bản thân thầy Minh Tuệ cũng đang chia sẻ, trả lời những câu hỏi của các Phật tử. Nhận nước để nghỉ qua đêm rất là tuyệt vời. Khi mà cô chú anh chị và các bạn có thể thấy nha, cô chú anh chị đấy. Và đây là những cái hình ảnh rất là quý báu từ các anh em cũng như là từ bản thân S8TV. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là Hải Phòng. Em ngày mai ạ. Vâng. Mà mình chắc là đi xe khách về chứ. Vâng, đúng rồi, em xe khách. Qua cái chặng đường này thì có muốn chia sẻ những cái cảm nhận của mình trên đường đi không? Thứ nhất là thời tiết nó nắng nôi như vậy thì nói chung là, nhưng mà em thấy đi đến đâu thấy nó hoạn kiểu mát mẻ đây. Thầy đi đến đâu thời tiết mát mẻ chứ lại không có nắng. Hôm nay rất nhiều bạn. Vâng, mà không em đi cùng với mấy cô đi cùng đường ấy, mấy cô bảo đi mà cảm thấy chả mệt gì cả. Em và chồng em rất là vui được đồng hành cùng với sư thầy một đoạn đường không phải là dài nhưng mà rất là vui được đồng hành với sư thầy. Vợ em có mơ đến được đến gặp thầy nên là vợ em phải cất công về gặp thầy. Vâng. Đấy là cái điều tuyệt vời. Khi mà chúng ta thật sự ra được câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ thì đầu tiên nó chỉ là một câu chuyện xuất hiện trên mạng xã hội thôi. Sau đó từ những cái lùm xùm gì đó mà mình lại nhìn thấy cái điểm tốt của thầy. Nhưng mà nếu không có mạng xã hội thì mình lại không biết đến thầy. Vâng, nói chung là cũng cảm ơn cộng đồng mạng ấy. Tại vì nhờ có những cái thước phim mọi người quay lên này thì bọn em mới biết được cuộc hành trình của thầy đến đâu. Chứ còn không, nếu mà không biết những cái video đấy thì cũng không biết thầy đi đến đâu luôn. Các bạn có dự định gì sau cái chuyến đi này về không? Nói chung là em sau cái chuyến này về thì em cũng có đi hầu đồng ở một nơi xa ở Bắc Giang ấy, nên là em muốn đi để về cho yên tâm ấy. Nên mình là em thành thạo trong vâng, cảm thấy hoan hỉ lắm. Vâng. Bạn có thể giới thiệu bạn tên là gì? Em tên là Trần Thị Dương, em ở quê gốc của em là người Tĩnh Gia Thanh Hóa này, nhưng mà em lấy chồng ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Huyện Thủy Nguyên. Vâng. Thành phố Hải Phòng. Sau những cái quãng thời gian mà chúng ta theo dõi câu chuyện trên mạng xã hội về thầy Tuệ á, bạn có nghĩ rằng là lần này khẳng định lại một lần nữa là có nghĩ rằng là nhất thiết phải cúng dường thật nhiều thì mới là Phật tử và cứ phải bằng cấp mới là một thầy tu không? Em thấy mọi người cũng cúng dường nhiều nhưng mà thầy cũng chỉ ăn ngày có một bữa đấy, nhưng mà cũng thầy cũng không nhận của mọi người gì cả. Như lúc sáng em cũng dường nước nhưng mà cũng lại thầy nhận, nhưng mà sau thầy lại chia cho cả mọi người và phát lộc lại cho bà con chứ thầy không nhận một cái gì á. Nhưng ý mình hỏi ở đây là có nhất thiết phải cúng dường nhiều mình mới có lộc có đức không? Không, em nghĩ là cái đấy từ tâm ra anh. Dù ý từ nhiều nhưng mình tâm mình tốt thì tốt là được cái tâm. Vâng.
Vậy thì để bà xã nghỉ một chút, theo như bạn thì có nhất thiết phải là một bậc thầy có đủ các bằng cấp thì mới có được gọi là thầy không? Hiện tại ngày nay thì rất nhiều sư thầy, nhưng mà thầy Thích Minh Tuệ thì đã khiến mọi người trên mạng và bản thân và chồng em thì rất là ngưỡng mộ thầy, nên là bọn em cất công xa hơn 200 cây về để mong được gặp thầy, với giấc mơ của em được gặp, mong ngóng được gặp thầy, gần đây rất là mong ngóng được gặp thầy, nên là em đêm ngủ còn mơ đến thầy, nên là rất là mong, nên là hôm nay mới được tài nguyện được rất là viên mãn được khi được gặp thầy và đồng hành cùng thầy đi bộ tu tập một đoạn đường ngày hôm nay. Vậy có nghĩa là không cứ phải là một người có bằng cấp cao mà bạn mới gọi là thầy. Đúng rồi ạ. Không phải không cần nhiều bằng cấp, mà sư thầy Thích Minh Tuệ đúng là một sư thầy đúng là để mọi người rất là ngưỡng mộ, vì thầy đúng là một chân tu như bọn em đã xem phim Đức Phật qua trên mạng, thì thầy Thích Minh Tuệ rất là giống với Đức Phật trong bộ phim đó. Có lẽ chính vì lẽ đó mà có rất nhiều người, rất nhiều anh chị em và đặc biệt là các bạn trẻ cũng tìm đến thầy Thích Minh Tuệ. Không cũng phải là Phật tử lớn tuổi. Trước khi thúc cái cuộc phỏng vấn này thì các bạn có muốn truyền tải một điều gì đó tốt đẹp mà đến tất cả bà con không? Hay là một lời chúc gì đó đối với thầy Thích Minh Tuệ? Em chỉ chúc thầy luôn mạnh khỏe, bình an để thầy có thể đi hết một chặng đường mà cho tròn quả tu của thầy. Cũng mong thầy là chứng quả Bồ Đề. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Chúc cho hai vợ chồng luôn sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn hai bạn nhé, những cái chia sẻ rất là ý nghĩa. Cảm ơn anh nhiều nhé. Mọi người có thể thấy đó là những cái chia sẻ rất là tuyệt vời nha, của chú anh chị không ạ? Những cái chia sẻ đó nó không thể dùng bằng tiền để so sánh được đâu, của chú anh chị không ạ? Bởi thế cho nên là khi của chú anh chị và các bạn thấy rằng là những cái hình ảnh mà mọi người đang thấy trên mạng xã hội nó chỉ là một phần thôi. Còn những cái hình ảnh này thì xin nhường lại cho cô chú anh chị và các bạn để mọi người xem và đánh giá nha mọi người. Ở quanh đây thì cũng có rất nhiều các anh chị đi vào cho cô vào ở trong khu vực miền trong bắt vé máy bay bay ra đây để đón thầy về với miền Nam nhé cả nhà. Mọi người là rất yêu quý thầy. Thầy như một vị Phật sống ở miền Nam nhé mọi người. Bản thân của thầy lời tạm biệt của một Phật tử này. Tạm biệt thầy em chào chị Thí Lê ạ. Em chào chị Nguyễn Hiền ạ. Một chiều thấy ăn có một bữa trưa thôi, trước rồi ngọ sau rồi ngọ thầy đã mang không cứng. Thầy chỉ có uống nước và mọi người xem live hoàn thì chia sẻ bài nhất cho em. Trước đó thì em rõ lắm. Để em có động lực cho live tiếp không? Em live tiếp như ngay sau.